Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục trượt dốc xuống dưới ngưỡng 1.730 USD. Tuy nhiên, không ít người tin rằng thị trường vẫn có đủ sự không chắc chắn để hỗ trợ vàng như một phần danh mục đầu tư. Tới thời điểm hiện tại trong phiên rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng thị trường thế giới bật tăng mạnh tới 23 USD trên một ounce, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.751,91 USD trên ounce. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 11 tháng 8, giá vàng trên thị trường thế giới biến động trái chiều khi mà đồng USD tiếp đà tăng khi giới đầu tư bắt đầu cân nhắc đến rủi ro của dịch bệnh. Với số ca mắc COVID-19 và tử vong gia tăng mạnh với biến thể Delta áp đảo. Trong khi đó, những thông tin tích cực từ thị trường việc làm khiến giá vàng tiếp tục giảm. Số lượng việc làm thực tế tháng qua tốt hơn so với dự kiến, đẩy lợi tức trái phiếu trên kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại lên 1,314%. Với những yếu tố như ở thời điểm hiện tại và sau những phiên giảm vừa qua, liệu rằng giá vàng thế giới đã đảo chiều? Với chủng COVID-19 mới đang gia tăng, buộc các nền kinh tế lớn một lần nữa phải đánh giá các biện pháp để ngăn chặn lây lan của virus, Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á đang bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Sự gia tăng căng thẳng của biến thể Delta nếu không sớm được ngăn chặn, có thể gây cản trở cho bất kỳ quan điểm nào của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc hành động sớm hơn để điều chỉnh chương trình mua trái phiếu của họ. Với hội nghị chuyên đề Fed Jackson Hole vào cuối tháng này có thể sẽ là tâm điểm kinh tế, thị trường trong mùa hè này. Tuy nhiên, để vấn đề ở một góc độ khác, theo nhà phân tích Oliasen của Saxobank cho biết, thị trường vẫn có đủ sự không chắc chắn để hỗ trợ cho vàng như một phần danh mục đầu tư đa dạng. Nhưng những người mua tiềm năng đang đứng trước rào cản lo ngại về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm giảm thu mua tài sản. Nhu cầu vật chất bên ngoài châu Á cũng giảm nhẹ do sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới. Vì vậy, sự kết hợp của nhiều rủi ro chỉ giữ cho thị trường ở thế phòng thủ ở thời điểm hiện tại, vàng cần phá vỡ ngưỡng 1.750 cho đến 1.760 USD trên ounce để tăng cao hơn, theo ông Lee Hassan nói thêm. Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 10 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn trong bối cảnh giá giảm mạnh trong thời gian gần đây để đạt được mục tiêu tăng giá cho một xu hướng bull, thì thị trường cần mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại vùng 1.800 USD. Và ngược lại, mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức thấp nhất trong tuần này là 1.676,4 USD trên ounce. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 1.750 USD và sau đó là mức cao nhất của tuần này là 1.763 USD trên ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy là 1.725 USD và sau đó sẽ là 1.700 USD. Theo ý kiến của chuyên gia Ted O'Carey, người sáng lập và đối tác của Oddball Adviser, cho rằng mặc dù một đợt điều chỉnh lớn không sớm xảy ra, nhưng các nhà đầu tư vẫn nên theo dõi một dấu hiệu cảnh báo, đó không có nghĩa là phải phá vỡ thị trường vào ngày mai. Nó chỉ có nghĩa là nếu bạn biết rõ về những con số trên thị trường, chúng ta đang ở thời điểm mà mọi thứ đều rất đắt đỏ và theo tôi sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra theo một trong hai cách. Hoặc là chúng ta đi vào phần trầm lắng sau khi thế giới bùng nổ làn sóng COVID-19 đầu tiên, hoặc là sẽ rơi vào tình huống lạm phát quay trở lại khi thị trường chưa sẵn sàng điều đó, theo ông O'Carey chia sẻ. Trong tuần này, các nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát danh nghĩa tại Mỹ để một lần nữa xác định lộ trình chính sách của Fed. Chủ tịch Fed Atlanta Lafayette Boutique cho biết rằng Mỹ nên vượt qua đại dịch COVID-19 thật tốt trước khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Ở thời điểm này, trên thị trường vàng thế giới đã phục hồi trên ngưỡng 1.750 USD trên một ounce. Vậy thì giá vàng tại thị trường trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, nhiều người đặt ra câu hỏi trong một năm qua, những người nắm giữ vàng liệu lỗ hay là lãi? Quay về hồi đầu tháng 8 năm 2020 cho thấy giá vàng những ngày đầu tháng 8 năm 2020 tăng phi mã. Nguyên nhân khiến cho giá vàng thế giới lúc đó có sự biến động mạnh là do dịch COVID-19 tái phát tại nhiều quốc gia nên có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc và một số lý do khác khiến giá vàng đã tăng mạnh. Cụ thể, từ giữa cuối tháng 7 năm 2020, giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh từ ngưỡng 1.900 USD trên ounce tăng lên 1.970 USD và cùng thời điểm đó, giá vàng trong nước cũng áp sát ngưỡng 60 triệu đồng trên lượng. Bước sang đầu tháng 8 năm 2020, giá vàng thế giới tăng cao đạt mốc lịch sử 2.000 USD. Đỉnh điểm nhất là ngày 18 tháng 8, giá vàng thế giới bán ra tăng gần 473 USD trên một ounce so với cuối năm 2019. Từ mốc 1.527 USD tăng lên 2.000 USD trên một ounce.
Tương tự với thị trường vàng trong nước cũng biến động theo xuống tăng mạnh. Cụ thể vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, giá vàng SJC trong nước đạt ngưỡng 60 triệu đồng trên lượng, có thời điểm giá vàng giao dịch trên mức 62 triệu đồng trên lượng. Đến ngày 18 tháng 8, giá vàng trong nước bán ra tăng 15,7 triệu đồng trên lượng so với mức giá cuối cùng của năm 2019, từ mức 46,30 triệu đồng trên lượng tăng vọt lên 62 triệu đồng trên lượng. Như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm 2020, mỗi lượng vàng SJC đã tăng tới 20 triệu đồng trên lượng, tương đương mức tăng là 47%. Thời điểm đó, mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước chỉ ở khoảng 2,6 triệu đồng trên lượng. Lúc giá vàng lên cao, không ít người đã kỳ vọng vàng sẽ còn tăng giá nên ôm tiền mua vàng. Nhưng không may ngay sau đó, ít ai ngờ được là giá vàng lập tức bốc hơi, rất nhanh đang từ mốc 62 triệu đồng trên lượng giảm xuống mức 56,10 triệu đồng trên lượng. Và cho đến thời điểm hiện tại, dù có thời điểm giá vàng thế giới giảm xuống dưới 50 triệu đồng trên lượng thì giá vàng trong nước vẫn chỉ loanh quanh ở mức 56 cho đến 57 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần chục triệu đồng trên lượng. Điển hình như giá vàng ngày 10 tháng 8 năm 2021. Như vậy, những người chốt ôm vàng vào thời điểm giá 62 triệu đồng trên lượng một năm vừa qua đã lỗ rất nặng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng tại thị trường trong nước không có sự điều chỉnh nhiều về giá. Do tại thời điểm này, chưa đến giờ mở cửa điều chỉnh giá trên bảng điện tử của nhiều hệ thống kinh doanh. Những thông tin tiếp theo cũng như là những thông tin mới nhất về thị trường vàng trong nước, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.620.000, bán ra 5.690.000. SJC Hà Nội mua vào 5.620.000, bán ra 5.692.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.615.000, bán ra 5.765.000. Doji Hà Nội mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.625.000, bán ra 5.695.000. Phú Quý SJC mua vào 5.630.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank mua vào 5.640.000, bán ra 5.695.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.630.000, bán ra 5.690.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.620.000, bán ra 5.692.000. SJC Nha Trang mua vào 5.620.000, bán ra 5.692.000. SJC Cà Mau mua vào 5.620.000, bán ra 5.692.000. SJC Bình Phước mua vào 5.618.000, bán ra 5.692.000. SJC Huế mua vào 5.617.000, bán ra 5.693.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.620.000, bán ra 5.690.000. SJC Miền Tây mua vào 5.620.000, bán ra 5.690.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.620.000, bán ra 5.690.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.622.000, bán ra 5.695.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.025.000, bán ra 5.095.000. Vàng bộ số 9 mua vào là 4.995.000, bán ra 5.065.000. Vàng 24K mua vào là 4.914.9 nghìn, bán ra 5.014.9 nghìn. Vàng 18K mua vào là 3.614.1 nghìn, bán ra 3.814.1 nghìn. Vàng 14K mua vào là 2.768.2 nghìn, bán ra 2.968.2 nghìn. Vàng 10K mua vào là 1.927.3 nghìn, bán ra 2.127.3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.